Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn collab 1 triệu token có kỳ hiệu LLFC từ dán Liverpool Fan Token các bạn. Nó nháy theo đội bóng của Liverpool. Liverpool. Đây là token của bóng đá nha các bạn. Thì hiện tại tổng cung của con này có 100 triệu token, cũng khá là thấp, cũng đâu có cao lắm. Hiện tại con này có 3 gao, gao 1, gao 2, gao 3, gao 1 cho mình collab nè các bạn. Thì các bạn cố gắng collab con này nha các bạn. Mình đã check qua trên Twitter, Smartchat. Đây là lộ trình của nó, có gao map rồi đàng hoàng nè các bạn. Quý 1 lead cho Clem nè các bạn. Quý 2 sẽ lead làm sàn ban cái swap nè. Rồi, để Clem được con này thì các bạn lead phần link mô tả, copy cái phần link giúp mô tả video của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt chocolate của mình ra nha các bạn. Thì cũng như thường lệ các bạn cần có một chút phí mạng là không chấm khoảng 1 đô BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở trình dịch đáp nè, các bạn dán cái đường link với phần link mô tả của mình vào đây nè các bạn. Các bạn chọn gỡ nè. Rồi các bạn chọn vào trình dịch đáp, các bạn chọn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Mình nhắc các bạn nhiều lần các bạn, để các bạn chọn mạng ETH là tôi mạng. Hiện tại holder claim là có trên 20.000 holder các bạn. Transfer thì có 5.032. Rồi các bạn bấm vào Red Claim mà. Đây thì cái link affiliate của mình, các bạn copy link này mình chia sẻ bạn bè và người thân các bạn. Mỗi người claim các bạn sẽ nhận được thêm 10% gì đó các bạn. Mình sẽ tốn phí mạng bao nhiêu đây các bạn. Phí mạng cũng hơi cao các bạn. Giá con này là 0.0009 BNB Smart Chain các bạn. Các bạn có thể dùng trên claim trên podcast token hoặc là CP Bank thì các bạn coi nó có phí ga rẻ các bạn. Vì mình không chấm 65, không tới 1 đô, không nhầm nhò gì, mình bạn chấp thuận luôn các bạn. Các bạn cứ claim của gác đi các bạn. Sau này một khi nó vô một hai kèo là các bạn khá là ngon lành cành đào liền. Sorry các bạn, mình đã về được có 800 token LFC các bạn. Không biết nó thì đốt hay là sao nữa các bạn. Có người thì claim về cả ngàn các bạn. Rồi các bạn copy con sắt của nó các bạn. Thì hiện tại website của nó đang update nè các bạn. Hiện tại có 14.778 holder nữa, hơi ít chứ. Dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Thì các bạn qua bên trang, các bạn copy con sắt với phần link mô tả mình, các bạn qua mở cái địa chỉ chocolate, các bạn dán vào các bạn, dán con sắt nó vào đó các bạn. Hiện tại chắc tôi cần này chưa đích sàn đâu các bạn ơi. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Mình thấy tổng cung của nó khá là thấp luôn các bạn. Mình nhận được 800 nè các bạn. Để mình qua bên trang sàn bên cái swap mình coi nó có cho chơi chưa các bạn. Hiện tại top cần này nó cho swap trên sàn bên cái swap mà các bạn. Các bạn có thể hold con top cần là FC nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim top cần là FC đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Bằng 1,5.